Tie Dead Hit, chiếc Siska được chế tạo với khả năng mô phỏng trạng thái Dead Zone của Hurt. Trong trận chiến với đám Roy Mill, cả Rai lẫn Matt đều đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp từ tên trùm đám Roy Mill tại thời điểm đó. Hurt, hắn ta khả năng truy cập vào Dead Zone để tăng cường khả năng chiến đấu của mình ở một đẳng cấp khác. Cả Matt với hệ thống tối tân nhất lúc đó cũng không thể nào chống lại hắn và chỉ có thể câu giờ để trông chờ ai đó đến cứu giúp. Và người đó không ai khác ngoài Shinosuke. Anh ấy đã sử dụng chiếc Siska đang được thử nghiệm mang tên Dead Hit, chuyển hóa anh trở thành Dry Dead Hit, là chiếc Siska cho phép cả Mutt lẫn Dry chuyển hóa thành Rider, nên nó giống với hình dạng của Dry và Mutt kết hợp lại với nhau. Và gương mặt của Mutt nằm ở phía sau Dry. Đặc trưng của cả hai Rider là tông màu đỏ và trắng đen xen với nhau. Chiếc lốp xe của Mutt nằm bên vai phải và chiếc lốp xe nằm xéo, đặc trưng của Dry. Khác với những form khác, thay vì chuyển đổi là đã bị mất kiểm soát, thì phần này ngược lại, sau một khoảng thời gian sử dụng, anh mới mất kiểm soát, mượn sức mạnh từ Dead Zone, phát huy từ từ chứ không phải cho một sức mạnh khổng lồ như những form trên, khiến cho những Rider mất kiểm soát từ đầu. Về khả năng của Dead Hit, đây là form vượt trội hơn cả hình dạng Y, sức mạnh cũng như tốc độ tấn công. Nó cũng cho anh khả năng di chuyển trong gia tốc, Chaser được nâng cấp. Mặc dù cũng không đánh bại được Chaser, nhưng cũng thể hiện phần nào đẳng cấp khác biệt của Dead Hit sở hữu. Khả năng của Dry ở hình dạng này đặc trưng như mình đã nói ở trên là truy cập vào Dead Zone, giống như Hurt, nhưng nó ở đẳng cấp cao hơn. Trong trận giao chiến đầu tiên, anh đã dễ dàng đánh bại được Hurt. Trong trạng thái này, anh sẽ tỏa một luồng nhiệt khổng lồ, với luồng khói đỏ và những tia sét rực cháy bao phủ cơ thể của anh. Sau khoảng thời gian sử dụng, hình dạng Dead Hit sẽ báo động, chiếc lớp của Dry sẽ bị vỡ ra, báo hiệu cho anh đã mất kiểm soát và không thể nào làm chủ được bản thân. Đòn kết liễu của hình dạng Dead Hit, Dry sẽ tạo ra một chiếc bánh xe màu đỏ, tấn công kẻ thù, lao lên không trung, ra đòn Rider Kick. Như bao Kamen Rider khác, được bao bọc bởi luồng khí đỏ, tia sét được tạo ra từ Dead Zone, tấn công và tiêu diệt tất cả những Romeo cản đường anh.